vị trong chương trình Bản tin lúc nửa đêm. Và ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm 1111, đã xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền tại Trung tâm Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Apro trên Laptech 43 Kim Đồng. Ngay sau đây, tôi xin mời quý bạn các vị xem chi tiết vụ án. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. 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 100%, 100% sữa tươi nguyên chất. 100%, 100% sữa tươi nguyên chất. Mỗi ngày. Chúng tôi là những con bò ngoài nhộn. Chúng tôi là những con bò hạnh phúc. Đã có sữa tươi Vinamilk nguyên chất 100%.
Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Vâng, như các bạn đã thấy, đây là một vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù phía công an chưa kịp vào trận, nhưng thật may cho cô gái đã được những người bạn cùng lớp của mình đến cứu. Tinh thần đoàn kết của những chàng trai lớp C1106KV đã vượt lên tất cả, vượt lên khó khăn, vượt lên mọi nguy hiểm để đến cứu người bạn cùng lớp của mình. Vâng, quả là đáng khen. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam. Thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Tôi, biên tập viên Tù Béo, xin chào và hẹn gặp lại quý bạn và các vị trong chương trình lần sau. Октябрь впереди.